là Tường đây. Chào mừng mọi người đã quay lại với series Trời Đất Ơi. Vậy là chỉ còn một vài ngày nữa thôi là tới Giáng sinh rồi. Cho nên là các bạn thấy hôm nay biên tập Bác Tường rất là rườm rà, lộng lẫy, lung linh với một chút Christmas trên người cho nó có không khí. Và hôm nay Giáng sinh thì biên tập cho nó có gì đây? Hôm nay thì nhân chủ đề Giáng sinh thì tụi em sẽ dành cho Tường một món ăn siêu đơn giản. Đó là tiramisu cheesecake. Hả? Tiramisu cheesecake. Ok, đơn giản. Thì trước khi bắt đầu nấu thì tụi em có một thử thách như thường lệ dành cho Tường. Ok. Lại là cái này là cam hả? Cam khô. Mấy đứa này nó nên đặt nó là điệp vụ cam khô. Khi mà nó đưa ra trứng cút lộn, trứng cút không lộn. Còn bây giờ là gì? Tường thân mến, Tường có nghe thấy tiếng gì không? Sợ dễ sợ. Đó chính là âm thanh của những đợt gió đông đang ùa nhau về. Đấy Tường ạ. Tường hãy nhớ mặc ấm nhé, rất ấm luôn. Thử thách hôm nay em tin chắc nó là nhẹ hiền. Ok em. Tường sẽ dễ dàng vượt qua thôi. Ok em. Thử thách này sẽ quyết định đến thời gian làm tiramisu cheesecake của Tường đó. Tường sẽ có 50 lá thăm chứa lyrics của 50 bài hát. Nhiệm vụ của Tường là đoán xem các lyrics đó thuộc bài hát nào trong 3 phút. Với một đáp án đúng, Tường sẽ có được 1 phút để làm tiramisu. 10 đáp án đúng thì được 10 phút. 50 đáp án đúng thì có 50 phút tha hồ thông thả. Thật dễ đúng không nào? Chúc Tường may mắn. Cảm ơn em. Ok, nào đưa lyrics ra đây chơi đi. 3 phút bắt đầu. Từ khi em không còn về quanh sân là lần con phố nghe. Từ khi em không còn. Cái gì không biết nữa. Người lớn hay hỏi tôi con có một ước mơ chi không? Buồn cánh phượng ta rơi khi ta chờ người không. Sao nghe không quen ta? Vì người em yêu đã nói dung nhan tuyệt vời nhất thế gian là em. Trời ơi cái gì vậy? Ngồi tựa vai nhau anh đưa em qua bao con phố xe đạp. Nhẹ nhàng ru trong đêm thâu. Nhẹ nhàng ru trong đêm thâu lung linh cơn mưa ngâu. Mùa rơi mãi làm gì giờ hót sâu. Bài này của anh Bo phải không? Hello. Khi em thấy cô đơn khi em cô đơn em nhớ ai? Khi cô đơn em nhớ ai? Thì an empty street. An empty street. An empty heart. A hole inside my heart. I'm all alone. The room I get is small. I wonder how. I wonder why. Why they are there. My love. My love. Cảm ơn anh. Bờ vai em ái giọng cười thật vang thì thầm nói từ rừng khuya vì anh chưa đến. Chỉ là giấc mơ. Tìm trong làn môi nồng ấm những mùa đông còn. Tìm trong làn môi nồng ấy những mùa đông còn ấm. Đông của Vũ Tường nè. Biết bạn đó không? Người ôm muộn phiền để đổi lấy anh tất cả. Người ôm muộn phiền. Íp nè. Để đổi lấy. Ngày xưa cô ấy không biết. Không còn gì cho nhau. Quán cà phê đàn dương cầm buồn. Mà còn tìm anh chưa thôi nhớ em yêu xa nè. Trời ơi sao không lấy mấy bài này sớm hơn. Nếu anh có nói yêu đi ngại gì. Bùa yêu. Anh chẳng nói được gì để giữ chân em ở lại. Những lúc cơn giận cho đang lớn. Come back home. There's no one I need, don't care about. Just one thing I need to get a better present. All I need for Christmas is you. Nhớ về em, anh nhớ về em góc băng công. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Đúng không? What fun is ride, sleigh. He see me sleeping, he knows when you're awake. Dừng một giây thôi, chậm lại chút thôi, sẽ nhận ra tomorrow. Look at you. Và vào nhau ta như cho tình yêu lần đầu. Tìm hành tinh khác. Anh vẫn giữ chặt mơ ước ở trong tay. Trời, phiền nhé cô đơn. Once bitten and twice shy. No, I don't. When you walk down the street. Thôi bỏ đi.
Thèm được em really got for Christmas night, Phuket Thuong. Từng hạt mưa như xế mây trời có người vũ cách thù. Vậy là anh đã ra đi để em trong cơn mơ giật mình. Em bao em hoang mang rồi em khóc. Tại sao em khóc? Cứ sai đi vì cuộc đời cho phép cái gì của Tiên Tiên nào? Cái gì? Cứ sai đi. Bài gì nhỉ? Tôi... vì tôi còn sống. Và cơn mưa ngoài trời gió lạnh giật đêm giật mình nhớ tới anh. Và cơn mưa ngoài trời đêm gió lạnh giật mình nhớ tới anh. Biết mấy tự hào Sài Gòn ơi cả nước. Sài Gòn ơi cả nước quay chào. Người đi đi trong người đã qua đến tuổi những năm thương đau. Bao nhiêu năm ta đã gặp nhau như sao. Bài tên gì? Thành phố Hồ Chí Minh. Giải phóng miền Nam. Cái gì? Mùa xuân cho thành phố Hồ Chí Minh. Rồi coi như đúng một cái nữa. Sáng là vừa rồi mình trả lời đúng mấy câu? À ha, trên 10 câu. Thì em xin công bố luôn kết quả là trả lời đúng 17 đáp án. Tương đương là Tường sẽ có 17 phút để làm tiramisu. Chơi đi. Bây giờ nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn sàng. Chương trình sẽ cung cấp tiramisu cho Tường ở dưới cây thông. Ở dưới cây thông, ok. Ây da. Trình trọng quá. Công thức tiramisu không có gì hết. Phần kem trứng đánh lòng. À phải bấm giờ phải không em? Ừ, cảm ơn nha. Đánh ngay cái lòng trứng với 30g đường. Đúng rồi. 3, 2, 1, bắt đầu. À lòng đỏ trứng thôi là không có cái trắng trắng hả? Chết rồi. Ủa gì hả? Khó gì sao? À đấy. Ok. Làm đã khó. Còn thêm hả? Ok. Ok. Quậy lên. Quậy bằng gì? Đũa. Màu vàng nhạt. 1/4 60ml kem tươi. Là 1/4. Trời, sao viết 1/4 là... Không kệ. Ủa, đang thiếu đường hả? Trời, sao không nói. Cái này là muối hả? Cái này là đường đúng không? Đúng rồi. Nãy giờ hay quá trời luôn. Ok. Nhưng mà sao biết chừng nào nó xong? À cái đó hả? Này nhìn cho nó chuyên nghiệp. Cái này khó hơn em ơi. Cái này khó hơn á. Người ta làm bằng cái đó hả? Ok, kệ người ta. Cái đó đánh nó mới tơi hơn. À vậy hả? Nhưng đánh làm sao? À rồi rồi rồi. Nhưng mà chừng nào mình mới biết gì được chưa em? Màu vàng nhạt thì từ lúc đầu là nó vàng vàng rồi mà. Chừng nào nó hết lợn cợn rồi đó. Hết lợn cợn. Được chưa anh? Nhà vợ anh có làm không? Em nghĩ là được rồi đó. Kem tươi là cái này đúng không? 1, 3, 4, 6 rồi. Sữa tươi là 2 teaspoon. Rồi, cho thêm
Một 10 gram sữa béo 1 teaspoon. Lấy cái đũa cho nó lẹ. Cái đũa là hồi nó sùi lên á, nó không có mịn đâu. Nhà vợ anh có làm bánh à? À, lọc hỗn hợp qua rây rồi cho vào nồi. Ok. Lọc qua rây. Ok. Rồi. À, ok. Nấu trên lửa sệt hơn. Ok. Dùng cái này đi. Ok rồi. Để qua đây. 2 muỗng cà phê. Cà phê 2 gói chứ. 2 gói là 4 muỗng. Đổ vô hết luôn. À, bỏ vô cái tô. Đây. Cho thêm 3 gram. 1/4 cốc nước sôi hả? À, ok. Đường. Trời ơi, không ngờ là nấu ăn để nhiều đường vậy luôn á. Sau này mình sẽ không ăn ngoài nữa, nhiều đường quá. Và thêm 10 gram rượu. 10ml rượu là 2 teaspoon. 2 teaspoon rượu. 1 2 à, khuấy đều giữ ấm cho để khi nhúng bánh nhanh hơn. Kem tiramisu 200 gram cream vào Âu. Âu là cái này nữa hả? Dùng thìa đánh cho kem mềm nhuyễn. 200 gram là bao nhiêu ấy? Cho từng thìa nguyên cục này đúng không? Bỏ hết đúng không? À, cheese hả? À, xin lỗi. Cheese. Cho đến khi mà đánh thìa kem mềm nhuyễn. Bây giờ đánh bằng cái này. Trời, đánh cái này mềm nhuyễn nhũng hả? Tới khi nào? À, nhuyễn luôn hả? Dùng thìa đánh. Thìa hả? Thìa lá nào? Cái này mà. À đây. Sao mà nhuyễn được chứ? Từng miếng thìa kem trứng. Trời ơi. Kem trứng là cái nào ta? Kem trứng là này đúng không? Khán giả thân mến, biên tập vô cùng xin lỗi vì sơ suất lỡ chép công thức sai một ly mà đâu ngờ đi một dạp. Từ giây phút này trở đi, clip sẽ chỉ mang tính chất minh họa, không mang tính chất tham khảo. Rất mong khán giả bỏ qua và vặn nhỏ âm lượng để xem tiếp nhé. Ha! À! Rồi giờ sao làm? Mình quên này hết hả? Ôi sao mà khó thế? Bây giờ bắt lại à? Món này khó quá em ạ. Bây giờ như nào? Ôi trời chết rồi, trứng nó chín rồi. Ôi trời ơi, chết mất. Bây giờ nó ra cái gì mà không biết nữa. Ai da. Đã biết cái này nó là cái gì nữa. Rồi. Tan vào nhau đi. Va vào nhau đi. Ý, nhưng mà tôi thấy nó mềm ra các bạn ơi. Tôi thấy nó mịn ra nè. Không sao. Cũng là trứng với sữa thôi. Bước tiếp theo. Cho tất cả cream rồi chuẩn bị bánh samba hỗn hợp rượu từ cà phê. Hộp lựng ly bánh. Đây đúng không?
bánh này là bánh samba cái gì? Ê, mình thích ăn bánh này hồi nhỏ lắm nè. Nhúng nè. Một. Hai. Ba. Cái đấy rồi đúng không? Ê, mình chưa ăn mà mình nghe cái mùi mình đau bụng. Lỗi nghề nghiệp các bạn ơi. Có một cọng tóc ở đây. Bây giờ mình lỡ rồi thì mình phải cố gắng thôi. Chứ còn từng thấy là sai lại càng sai. Không thể cứu chữa. Tiếp thôi. Nhưng mà không còn đủ kem cho cả ba em. À, hết kem à. Vậy thì mình sẽ tập trung làm một em cho nó ok. Rồi cho 140 kem tươi còn lại vào phần tô. Vào tô, đánh tới khi bông cứng. Lưu ý đánh ngang chứ không đánh xoay tròn. Sau đó đặt kem, bắt kem vào trang trí hả? Ở đây đúng không? Đánh ngang chứ không đánh dọc. Đánh ngang. Đánh ngang là đánh gì? À rồi, vậy đúng không? Cho đến khi là cứng lại. Còn 15 giây cuối. Mà làm sai. Đã biết cái người nấu là. Rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Rồi. Xong. Ê, sau 3 tiếng thì đây là thành phẩm của Tường. Nhìn vẻ ngoài thì có vẻ giống. Cũng 3 lớp như ai. Một lớp, hai lớp, thêm lớp cacao nữa là 3. Bây giờ Tường sẽ xung phong ăn thử. Thật ra thì không có Tường ăn thì cũng không ai dám ăn. Y. Mình cảm giác hơi đau bụng. Ok, ăn nha. Nó gần giống quý vị. Nó không... Cà phê hơi đắng bởi vì là hồi nãy là Tường để ít đường lắm. Còn cái lớp kem thì Tường nghĩ là... À! Vẫn ăn được. Không đến nỗi nào, không biết lát có đau bụng hay không. Nhưng mà vẫn ăn được. Thôi một cái thôi nha. Tạm là nếu mà Tường chấm điểm á thì cái này chắc 4/10 quá. 4/10 quý vị. Và cảm ơn vì đã cho Tường cơ hội để Tường làm tiramisu. Nhưng mà nếu các bạn ăn Giáng sinh thì đừng ăn công thức này của Tường. Cảm ơn. Trời đất ơi, các bạn có nghe thấy gì không? Đó là âm thanh của những đợt gió đông đang ùa về. Và Giáng sinh đã tới rồi. Có một mùa Giáng sinh thật là ấm áp, vui vẻ. Và rất là bye bye và hẹn gặp lại các bạn vào tập sau. Tôi là Vũ Cát Tường và đây là Trời Đất Ơi.